Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đang đến với video của nhóm 11 chúng mình ngày hôm nay. Trước tiên, chúng ta sẽ đến phần giới thiệu các thành viên của nhóm 11 nhé. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Thảo Nhi, đại diện nhóm 11. Xin giới thiệu đến các bạn về poster đề tài nghiên cứu của nhóm chúng mình về lĩnh vực tài chính tiền tệ. Cụ thể là có thể giúp mọi người hiểu rõ hơn được các nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận tài chính cá nhân ở Việt Nam. Như các bạn cũng đã thấy thì trên poster, chúng mình đã trình bày khá là rõ ràng và chi tiết từng mục một. Đầu tiên là tên đề tài nghiên cứu, Factors Affecting Access to Personal Finance in Vietnam. Tiếp đến là Introduction, A Treatise Soul of the Study, và cuối cùng là một mục rất là quan trọng, đó là Research Methods. Sau đây các bạn hãy cùng mình tìm hiểu để nắm rõ hơn được các vấn đề này nhé. Thông qua tấm poster này thì tôi sẽ đi giới thiệu sơ lược thế nào là các nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận tài chính cá nhân. Như chúng ta cũng đã biết thì trong những năm gần đây, sự phát triển của một hệ thống tài chính toàn diện, hệ thống tài chính phục vụ mọi thành viên trong xã hội đã trở thành một chính sách. Chúng có tầm ảnh hưởng khá là quan trọng ở nhiều quốc gia, đặc biệt là đối với Việt Nam, một đất nước có nền kinh tế đang không ngừng đổi mới và từng ngày hoàn thiện. Trên thế giới thì có khá nhiều bài nghiên cứu về vấn đề này, tuy nhiên cho đến nay thì có rất ít nghiên cứu về tiếp cận tài chính ở Việt Nam. Đó đang là một dấu chấm hỏi lớn mà buộc chúng ta phải tìm hiểu và nghiên cứu. Để giải đáp cho câu hỏi này thì nhóm chúng mình đã sử dụng dữ liệu tìm kiếm toàn cầu của Ngân hàng Thế giới chỉ với một mục tiêu là làm như thế nào? A Treatise of the Study. Đó chính là bằng mọi cách có thể đo lường được những chỉ số tài chính toàn diện ở Việt Nam cũng như so sánh với các nước khu vực lân cận, điển hình là các nước châu Á. Bên cạnh đó thì đồng thời cũng làm rõ một số yếu tố gây ảnh hưởng mạnh đến tiếp cận tài chính cá nhân ở Việt Nam, để từ đó có thể đưa ra được kết luận mấu chốt và phương pháp thực hiện sao cho hiệu quả, mang tầm ảnh hưởng nhất định. Research Methods là một mục rất là quan trọng, buộc chúng ta phải tập trung chú ý để đóng góp thêm nhiều ý kiến giúp đề tài nghiên cứu được toàn diện và hoàn hảo hơn. Bằng phương pháp định tính và kết hợp với định lượng, thì nhóm chúng mình quyết định sử dụng phương pháp của Summer 2015 làm phương pháp chính. Có thể thấy ưu điểm nổi bật của phương pháp này là chủ yếu là khai thác các thông tin về các chỉ tiêu vi mô liên quan đến tài chính cá nhân và các chỉ tiêu vĩ mô, để từ đó chúng ta có thể đo lường, rút ra kết luận và nhận xét về các chỉ số tài chính toàn diện của Việt Nam. Ngoài ra thì nhóm chúng mình còn tìm hiểu thêm và sử dụng bộ dữ liệu điều tra về tài chính toàn diện ở góc độ cá nhân của Ngân hàng Thế giới năm 2014. Đồng thời, phân tích những rào cản tài chính, các nguồn vay mượn tín dụng chính thức và phi chính thức. Song song với đó là sự tìm hiểu, đóng góp phân tích các đặc điểm riêng của bộ dữ liệu Global Findest. Như các bạn có thể thấy thì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến quyền truy cập tài chính cá nhân rộng rãi ở Việt Nam thông qua mô hình hồi quy Procom từ Fungacover và Will 2015. Qua tấm poster này thì nhóm chúng mình đã cố gắng truyền tải đến các bạn những thông tin cần thiết nhất cũng như những kiến thức để các bạn có thể hiểu thêm về đề tài nghiên cứu của nhóm chúng mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này của chúng mình. Nếu các bạn thích xin đừng ngần ngại và hãy nhấn nút like, share bên dưới.
Và cũng đừng quên bấm đăng ký kênh YouTube của Khoa Kinh tế Quốc tế nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. The future is now, not backing down. 'Cause the future is now.